Em xin chào tất cả các anh con thủ ạ. Quay trở lại video ngày hôm nay, video số 65 nha các anh. Hôm nay là ngày đầu tuần, thứ hai ngày 20 tháng 6. Em sẽ lên cho các anh một lô máy, máy size từ 2.000 cho tới 5-6.000. Thì cho các anh mình lua đơn, câu ngâm, câu lăng xê đều được nha các anh. Thì lô máy này chủ yếu là máy nội địa và máy Korea cho mình. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghi trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 để em gửi hình ảnh và chi tiết con máy. Giá cả mình dễ tham khảo hơn nha các anh. Thì giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship mỗi đơn là 30.000. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc là đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao ship cho mình ạ. Em xin phép lên con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên Carbon Graphic Micro 7. Thì máy có size thực là 2.000. Size thực 2.000, hàng Korea xuất thị trường Nhật nha các anh. Thân máy carbon, có mũ, màu pin sóng cho mình ạ. Màu pin sóng nha các anh. Gạt cước vẫn còn hoạt động rất là nhạy. Lăn cước đã, lăn cước bên trong sáng bóng còn đẹp nha các anh. Thì phần bên ngoài đây có bị oxy hóa nhẹ, có bị oxy hóa nhẹ phía bên ngoài nha các anh, còn bên trong còn sáng bóng, còn hoạt động tốt hết cho mình. Máy có thông số cước là cước 2 vào được 200, cước 3 vào được 130 và cước 4 vào được 100. Ratio của máy là 5.2. Ratio 5.2 nha các anh. Ngoại hình thì vẫn còn đẹp, có xây xước vài chỗ, xước dăm vài chỗ nha các anh. Thì máy bị mất một cái nắp chụp, mất một cái nắp chụp nha các anh, mà không ảnh hưởng đến máy. Máy có thể đổi tay quay trái phải đều được ạ. Một chiều có chất chặn cho mình, đổi tay trái phải thoải mái nha các anh. Hai chiều ạ. Có đầy đủ chế độ bật tắt tiếng cho mình luôn ạ. Có chế độ bật tắt tiếng nha các anh. Thì con máy này nó cũng hơi nặng. Thì máy về tình trạng như nào thì em sẽ báo canh như vậy ạ. Và giá cả thì theo tình trạng máy nha các anh. Hai chiều ạ. Máy đổi tay trái phải đều được. Một chiều hai chiều thoải mái. Máy có mã số 1, giá 300k. Mã số 1 ạ. Giá 300k nha các anh. Con máy tiếp theo. Máy của hãng Daiwa XT600B. Size thực của máy là tầm 1.000 đến 1.500 đến 2.000. Hàng Japan, nội địa Nhật cho mình. Thân máy carbon, cố mũ nha các anh. Cố mũ. Mô pin sóng cho mình ạ. Gạt cước vẫn còn nhạy nha các anh. Lăn cước đẹp, lăn cước bên trong còn sáng, còn đẹp, còn hoạt động tốt hết cho mình. Máy của hãng Daiwa, thông số cước của máy là cước 1.5 vào được 130, cước 2 vào được 100 và cước 3 mình vào được 65 nha các anh. Máy của hãng Daiwa thì cái cố cũng có hơi chạy xước, có hơi chạy xước nha các anh. Ngoại hình đây ạ. Thì tất cả vẫn còn hoạt động tốt cho mình. Một chiều có chốt chặn. Máy đổi tay trái phải đều được nha các anh. Một chiều, hai chiều ạ. Một chiều, hai chiều thoải mái. Phần tay quay thì có thể gập vào nha các anh. Có thể gập cho mình. Máy mini. Thì phần nhược điểm của máy là nó bị gãy một chút như này, nhưng mà mình vẫn gắn được bình thường nha các anh. Gắn được bình thường. Em sẽ để giá thấp xuống cho mình ạ. Máy có mã số 2, giá 150k. Mã 2 nha các anh, giá 150k ạ. Con máy tiếp theo, máy mã số 3, Loncat Silstar DF30B. Máy có size thực là 2.000, hàng Korea, Korea xuất thị trường Nhật. Thân máy carbon, cố carbon luôn nha các anh. Màu pin sóng cho mình. Gạt cước đây ạ, thì vẫn còn rất là nhạy nha các anh. Hoạt động vẫn còn rất tốt, lăn cước sáng bóng luôn ạ. Ốc còn sáng hết nha các anh, còn sáng còn đẹp hết cho mình ạ. Thì máy có thông số cước là cước 1.5 và được 180, cước 2 vào được 110 và cước 3 vào được 75. Ratio của máy là 4.3. Ratio 4.3 nha các anh. Tay quay. Một chiều có chốt chặn, đổi tay trái phải đều được. Thì hoạt động vẫn còn rất là mượt nha các anh. Vẫn còn mượt. Chạy rất là nhẹ luôn ạ.
hoạt động vẫn còn tốt cho mình, vẫn còn tốt nha các anh. Phần tay quay cũng có thể gập vào. Đổi tay trái phải thoải mái nha các anh. Mã số 3 giá 200k. Mã số 3 ạ, giá 200. Tiếp theo con máy mã số 4, máy của hãng Daiwa GS600 Spotlight. Size thật của máy là tầm 1500 đến 2000 nha các anh. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình, made in Japan. Thông máy carbon, cối carbon. Một pin sóng cho mình ạ. Một pin sóng. Gạt cước vẫn còn rất là nhạy nha các anh. Thì phần gạt cước cũng có bị xây xước nhẹ. Có bị xây xước nhẹ. Lăng cước bên trong còn sáng, còn đẹp, còn hoạt động tốt hết cho mình. Thì máy có thông số cước là cước 1.5 vào được 130, cước 2 vào được 100 và cước 3 vào được 65 nha các anh. Máy của hãng Daiwa. Cước 3 mình vào được 65. Ratio của máy là 5.3. 5.3 nha các anh. Thì ngoại hình vẫn còn rất là đẹp cho mình. Rất là đẹp luôn nha các anh. Khoảng tầm 85-90%. Máy chạy 2 bombering, 2 bạc đạn cho mình ạ. Một chiều có chốt chặn. Máy đổi tay trái phải đều được nha các anh. Hoạt động vẫn còn rất là mượt, rất nhẹ cho mình luôn. Hoạt động còn tốt nha các anh, 2 chiều ạ. Máy này các anh mình lưu đơn rất là êm tay. Chạy 2 bạc đạn nha các anh. Ngoại hình rất là đẹp. Máy có mã số 4 giá 350k. Mã số 4 ạ, 350k. Tiếp theo mã số 5 ạ. Máy của hãng Daiwa nha các anh. Carbon Sprinter 800R. Sao thuộc của máy là 3.000. 3.000, hàng Taiwan xuất thị trường Nhật cho mình. Taiwan xuất thị trường Nhật nha các anh. Thân máy carbon. Cối mũ. Mô pin sóng ạ. Gạt cước vẫn còn rất là nhạy nha các anh. Lăng cước đây, lăng cước bên trong còn sáng, còn đẹp, còn hoạt động tốt hết cho mình. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 220, cước 3 vào được 150 và cước 4 vào được 100 nha các anh. Cước 4 mình vào được 100 ạ. Máy của hãng Daiwa, màu đỏ. Rất là đẹp. Một chiều, có chốt chặn một chiều cho mình. Thì hoạt động vẫn còn tốt hết nha các anh. Đổi tay trái phải đều được, hai chiều ạ. Một chiều, hai chiều thoải mái. Máy chạy rất là mượt nha các anh. Máy có mã số 5, giá 190k. Mã số 5 ạ, 190k nha các anh. Con máy số 6 thì gặp chút vấn đề nên sẽ đổi con đuôi chuột cho mình nha các anh. Loncat Silstar FRB30. Máy có size thực là 2.000, hàng Korea. Korea xuất thị trường Nhật. Thân máy carbon, cối carbon luôn nha các anh. Mô pin sóng cho mình. Thì nó hơi nặng nha các anh. Mình thêm dầu mỡ vào giúp em. Gạt cước đây ạ. Lăng cước. Bên trong còn sáng, còn đẹp, còn hoạt động tốt hết cho mình. Máy có ratio là 5 chấm. Ratio 5 chấm nha các anh. Thông số cước, cước 1.5 vào được 180, cước 2 vào được 110 và cước 3 vào được 75. Ngoại hình thì cũng còn đẹp nha các anh, còn đẹp cho mình ạ. Một chiều, có chốt chặn một chiều. Một chiều có cơ tiếng nha các anh. Thì máy hoạt động vẫn còn rất là mượt ạ. Một chiều đây ạ, hai chiều. Thì máy đổ tay trái phải đều được nha các anh. Thì chỉ bị mất cái nắp chụp. Mất nắp chụp thôi ạ. Các anh mình muốn đổi tay mình báo em nha. Em sẽ đổi tay cho mình. Hai chiều ạ. Một chiều, hai chiều thoải mái. Máy có mã số 6 giá 200k. Mã số 6 ạ, giá 200k nha các anh. Tiếp theo con máy mã số 7, Daiwa Regat S. Máy có size thực là 2.000, hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình. Made in Thái Lan. Ngoại hình đây ạ. Còn sáng, còn đẹp. Ngoại hình tầm 85-90%. Còn rất là mới nha các anh. Thân máy carbon, cối kim loại. Lưỡi ga kêu to cho mình. Mô pin sóng ạ. Gạt cước. Lăng cước đây nha các anh. Lăng cước bên trong còn sáng, còn đẹp, còn hoạt động tốt hết cho mình.
Xe máy có thông số cước là cước 1.5 vào đường 130, cước 2 vào đường 100 và cước 3 vào đường 65. Máy của hãng Daiwa rất là đẹp, ngoại hình còn rất là mới luôn nha các anh. Máy chạy bom berin, chạy bạc đạn cho mình, một chiều có chốt chặn ạ. Chạy cực kỳ êm luôn nha các anh, rất êm, rất nhẹ, hai chiều ạ. Thì phần tay quay cũng có thể gập vào, có thể gập nha các anh, một chiều hai chiều thoải mái. Máy của hãng Daiwa, mã số 7, giá 320k, mã số 7 ạ, giá 320k nha các anh. Tiếp theo có máy mã số 8, Daiwa Super Sport SS 750, máy có size thực là 3000 nha các anh, hàng nội địa Nhật Bản cho mình, made in Japan, thân máy carbon, cối mũ, màu pin sóng ạ. Màu pin sóng nha các anh, gạt cước thì vẫn còn mượt, còn hoạt động tốt hết cho mình. Lăn cước còn sáng, còn đẹp nha các anh, còn hoạt động tốt. Thì phần gạt cước có bị xây xước nhẹ, có bị xây xước nhẹ đây ạ. À, ngoại hình của máy khoảng tầm 90% nha các anh, rất là mới, xước dăm vài chỗ thôi ạ. Xước dăm vài chỗ thôi nha các anh. Máy có thông số cước là cước 2 vào đường 200, cước 3 vào đường 150, cước 4 vào đường 100. Cước 4 vào đường 100 ạ. Máy có ratio là 5.3. 5.3 nha các anh. Chạy 4 bom berin, 4 bạc đạn cho mình, một chiều có chốt chặn. Máy đổi tay trái phải đều được nha các anh. Chạy 4 bạc đạn cho mình ạ. Nắm tay quay, cái gỗ rất là đẹp, ngoại hình thì rất là mới nha các anh, ngoại hình còn mới còn đẹp, hai chiều ạ. Tất cả còn hoạt động tốt hết cho mình. Ngoại hình đây nha các anh, rất là mới, rất là đẹp. Máy có mã số 8, giá 420k, mã số 8 ạ, 420k nha các anh. Có máy tiếp theo, Lonkashita DF30, máy có size thực là 2000, hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình, thân máy carbon, cối carbon luôn nha các anh. Màu pin sóng ạ, màu pin sóng cho mình, gạt cước rất là nhạy nha các anh, rất là nhạy. Lăn cước bên trong còn sáng còn đẹp. Máy có ratio là 4.3. Thông số cước, cước 1.5 vào được 180, cước 2 vào được 110 và cước 3 vào được 75. Một chiều có chốt chặn cho mình. Máy đổ tay trái phải đều được nha các anh. Đổ tay trái phải đều được, hai chiều ạ. Ngoại hình vẫn còn rất là đẹp, ngoại hình còn đẹp nha các anh, không có chày xước gì nhiều, có xước dăm vài chỗ thôi. Máy có mã số 9, giá 200k, mã số 9 ạ, 200k nha các anh. Tiếp theo máy mã số 10, Graphic GF200, xe thuộc của máy là 2000, hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình, thân máy carbon, cối carbon luôn nha các anh. Màu pin sóng ạ, gạt cước thì vẫn còn hoạt động rất là tốt, rất là nhạy nha các anh. Gạt cước thì có xây xước vài chỗ. Bên trong lăn cước thì có bị dính bụi, chảy xước nhẹ nha các anh, vẫn còn hoạt động tốt cho mình. Thì tem của máy bị mờ rồi, em không đọc thông số cho mình được. Một chiều, có chốt chặn một chiều cho mình. Đổi tay trái phải đều được nha các anh, máy chạy rất là mượt, cực kỳ mượt luôn ạ. Hoạt động vẫn còn rất là tốt, hai chiều đây nha các anh, hai chiều, một chiều hai chiều thoải mái. Máy đổi tay trái phải đều được, máy có mã số 10, giá 180k, mã 10 nha các anh, 180k. Có máy tiếp theo, Daiwa GF700M, máy có size thực là 2000, hàng Thái Lan, xuất thị trường Nhật nha các anh, thân máy carbon, cối kim loại, lưỡi gà kêu to cho mình ạ. À, màu pin sóng, màu pin sóng nha các anh, gạt cước thì tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt, lăn cước bên trong còn sáng còn đẹp,
Phần gạch cước thì có bị chảy xước, có chảy xước nha các anh. Máy có thông số cước là cước 2 vào đường 180. Cái phần cối này nó bị chóc ra nha các anh, em đọc được cước 2 thôi ạ. Ngoại hình thì rất là đẹp. Rất đẹp nha các anh. Chạy sức nhẹ ở phần cối thôi ạ. Tay quay. Máy của hãng đai quay. Non cắt. Một chiều có chốt chặn. Một chiều có chốt chặn cho mình. Máy đổi tay trái phải đều được nha các anh. Mình đổi tay trái phải đều được hai chiều ạ. Rất mượt, rất nhẹ cho mình. Máy có mã số 11, giá 290k. Mã 11 nha các anh, 290k ạ. Có máy tiếp theo, máy mã số 12. Printer 1500T. Máy có size thực là 2000, hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình, made in Thái Lan. Thân máy carbon. Cố mũ nha các anh. Lưỡi gà kêu. Mô bin sóng ạ. Gạch cước vẫn còn hoạt động rất là tốt nha các anh. Làn cước đây, làn cước bên trong còn sáng còn đẹp cho mình. Máy có thông số cước là cước 1.5 vào đường 130, cước 2 vào đường 100 nha các anh. Máy size tầm 1500. Tầm 1500 thôi ạ. Hãng đai qua. Chạy bạc đạn nha các anh, chạy bomberin. Một chiều. Đổi tay trái phải đều được ạ. Máy chạy rất là mượt, rất nhẹ cho mình luôn. Hai chiều. Lùa đơn rất là êm tay nha các anh. Máy có mã số 12, giá 270k. Mã 12 ạ, 270k nha các anh. Tiếp theo, máy mã số 13. Daiwa Regate Z. Máy có size thực là 5000, hàng nội địa Nhật Bản cho mình, made in Japan nha các anh. Thân máy carbon. Cối kim loại. Lưỡi gà kêu to. Mô bin sóng ạ. Gạch cước thì tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt nha các anh. Lăng cước bên trong còn sáng còn đẹp cho mình luôn. Máy có thông số cước là cước 4 vào được 250, cước 5 vào được 200 và cước 6 vào được 150 nha các anh. Cước 6 mình vào được 150 ạ. Ngoại hình thì cũng còn khá đẹp. Phần cối có bị chày xước nhẹ. Có xước nhẹ phần cối nha các anh. Thì ngoại hình vẫn còn rất là đẹp cho mình. Nắm tay quay, cán gỗ. Máy chạy 4 bạc đạn nha các anh. Chạy 4 bạc đạn ạ. Một chiều có chốt chặn. Máy đổi tay trái phải đều được. Đổi tay trái phải đều được ạ. Phần tay quay có thể gập. Thì ngoại hình cũng còn khá là đẹp nha các anh. Còn khá đẹp cho mình. Chạy 4 bạc đạn, hai chiều ạ. Rất êm, rất mượt. Máy có mã số 13, giá 550k. Mã 13 nha các anh, 550k ạ. Size 5000. Có máy tiếp theo, Daiwa Regate S. Máy có size thực là 5000, hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Thân máy carbon. Cố mũ nha các anh. Lưỡi gà kêu to. Mô bin sóng ạ. Gạch cước vẫn còn hoạt động tốt nha các anh. Rất là nhạy. Lăng cước đẹp, lăng cước còn sáng còn đẹp cho mình. Lăng cước còn sáng còn đẹp nha các anh. Thì máy có thông số cước là cước 4 vào được 200, cước 5 vào được 150 và cước 6 vào được 120 nha các anh. Cước 6 mình vào được 120. Máy của hãng Daiwa. Một chiều có chốt chặn cho mình. Một chiều có tiếng kêu nha các anh. Có tiếng kêu thì hoạt động rất là mượt. Đổi tay trái phải đều được ạ. Chạy rất mượt nha các anh. Hai chiều ạ. Hai chiều. Máy chạy rất là mượt. Máy có mã số 14, giá 470k. Mã 14, 470k nha các anh. Có máy tiếp theo. Máy mã số 15. Máy của hãng Daiwa Pro Sotter 2500. Máy size được là 3000 nha các anh, hàng Thái Lan. Made in Thái Lan xuất thị trường Nhật. Thân máy carbon. Thân carbon, cối kim loại.
Lũ gà kêu ạ. Lũ gà kêu cho mình. Mù viên sống. Gà cước. Còn rất là nhạy nha con. Rất là nhạy ạ. À. Lăn cước bên trong còn sáng. Còn sáng còn đẹp cho mình luôn ạ. À. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 200. Cước 3 vào được 150. Cước 3 vào được 150 cho mình ạ. À. Một chiều. Một chiều có chốt chặn. Đổi tay trái phải đều được nha các. Một chiều có chốt chặn, đổi tay trái phải đều được ạ. Hai chiều. Rất êm. Rất nhẹ nha các. Rất là nhẹ luôn ạ. Máy có mã số 15, giá 600k. Mã 15, 600k nha các. Ngoại hình còn đẹp. Còn đẹp cho mình luôn ạ. Mã 15, 600k. Tiếp theo mã số 16, máy của hãng Olympic nha các anh. Olympic Carbon GX3000, GX300. Size thật của máy là 4000, hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha các anh. Thì dòng Olympic là hàng nội địa Nhật Bản hết ạ. Thân máy Carbon. Cối kim loại. Cối kim loại nha các anh. Mô bin sóng ạ. Gạt cước. Hoạt động còn rất là nhạy. Lăn cước đây. Lăn cước thì bên trong có bị oxy hóa nhẹ nha con. Các anh về mình tháo ra mình vệ sinh lại giúp em. Ratio của máy là 4.88. Thông số cước, cước 3 vào được 225, cước 4 vào được 160 và cước 5 vào được 125. Máy chạy hai bạc đạn nha các anh. Chạy hai bom brin cho mình. Một chiều. Có chốt chặn. Có chốt chặn một chiều. Nắm tay quay cán gỗ. Rất là đẹp nha các anh. Hai chiều ạ. Theo ngoại hình của máy vẫn còn đẹp nha các anh. Còn đẹp cho mình thì dính bụi thôi. Mình về mình vệ sinh là sáng bóng nha các anh. Đổi tay trái phải đều được. Hình rất là đẹp. Họa tiết rất là đẹp nha các anh. Máy có mã số 16, giá 320k. Mã 16, 320k ạ. À. Có máy tiếp theo, máy mã số 17, Shimano Alex XT4000. Thì máy có size thật là 4000 nha các anh. Size thật 4000. Hàng Malaysia xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cối kim loại, lưỡi gà kêu. Mô bin sóng cho mình ạ. À. Gạt cước vẫn còn rất là nhạy nha các anh. Lăn cước đây, lăn cước thì bên trong có bị oxy hóa nhẹ. Các anh mình về mình vệ sinh giúp em ạ. À. Bị oxy hóa nhẹ nha các anh. Máy của hãng Shimano. Còn ngoại hình còn rất là mới cho mình. Khoảng tầm 85% nha các anh. Máy có thông số cước, cước 2 vào được, cước 3 vào được 200, cước 4 vào được 150 và cước 5 vào được 110. Thì Shimano không có nhảy size nha các anh. Máy ghi như nào thì size nó như vậy ạ. Size của máy là 4000, một chiều có chốt chặn cho mình. Hai chiều ạ. Một chiều, hai chiều thoải mái. Đổi tay trái phải đều được nha các anh. Đổi tay trái phải đều được ạ. Nắm tay quay, cán gỗ rất là đẹp. Ngoại hình rất là đẹp nha các anh. Máy có mã số 17, giá 550k. Mã 17 ạ, 550k nha các anh. Tiếp theo mã 18, Shimano Titanos SS3000. Size thực của máy là 4000 nha các anh. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Made in Japan. Đây ạ. Thân máy carbon. Cối carbon luôn ạ. Mô bin sóng. Gạt cước. Lăn cước đây nha các anh. Lăn cước còn sáng bóng. Còn sáng còn đẹp cho mình luôn. Còn gạt cước thì có bị xây xước nhẹ nha các anh. Có chảy xước. Máy không có ghi thông số nên không đọc cho các anh được ạ. Ngoại hình rất là đẹp nha các anh. Rất là đẹp. Ốc còn sáng hết. Ốc còn sáng còn đẹp cho mình luôn.
À, thông số ghi ở đây. Cước 3 vào được 270, cước 4 vào được 200 và cước 5 vào được 110, cước 6 vào được 125 nha các anh. Cước 6 vào được 125 ạ. Một chiều có chốt chặn cho mình. Một chiều có chốt chặn nha các anh. Thì máy hoạt động vẫn còn rất là tốt. Hai chiều ạ. Một chiều, hai chiều thoải mái. Máy đổi tay trái phải đều được nha các anh. Đổi tay trái phải đều được ạ. Máy có mã số 18, giá 420k, mã 18, 420k nha các anh. Rất là đẹp. Tiếp theo ạ, máy mã số 19, Holiday Spin 4000, máy của hãng Shimano, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan, nội địa Nhật cho mình. Thì máy có size thực là 4000 nha các anh. Thằng máy carbon, cổ mũ, mô pin sóng ạ. Gạt cước. Còn gạt cước thì còn đẹp nha các anh. Còn đẹp. Bên trong lăn cước sáng bóng, hoặc còn hoạt động tốt cho mình. Thì máy có thông số cước là cước 3 vào được 200, cước 4 vào được 150 và cước 5 vào được 110. Cước 5 vào được 110 nha các anh. Máy của hãng Shimano, hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Một chiều có chốt chặn. Thì máy dòng Shimano này các anh mình đã dùng mình biết rồi. Rất là êm tay luôn ạ. Hai chiều. Chạy cực kỳ mượt nha các anh. Cực kỳ mượt cho mình, rất êm. Một chiều, hai chiều thoải mái, đổi tay trái phải đều được nha các anh. Máy có mã số 19, giá 400k. Mã 19 ạ, giá 400k. Có máy tiếp theo. Máy mã số 20, máy của hãng Olympic CC1000 Carbon Century. Thì máy có size thực là 5000 nha các anh. Size thực của máy là 5000, hàng nội địa Nhật Bản cho mình, made in Japan. Thằng máy carbon, cố carbon luôn ạ. Mô pin sóng. Gạt cước. Còn nhảy nha các anh. Còn nhảy còn hoạt động tốt cho mình. Lăn cước còn sáng bóng luôn ạ. Còn sáng bóng luôn nha các anh. Rất là đẹp. Máy có thông số cước là cước 3 vào được 320, cước 4 vào được 225. Cước 4 mình vào được 225. Rất là đẹp nha các anh. Không có xây xước gì nhiều cả, xước dăm vài chỗ thôi. Xước dăm vài chỗ thôi nha các anh. Phần tay quay có thể gập vào. Còn rất là đẹp cho mình. Một chiều có chốt chặn. Hoạt động vẫn còn rất là tốt nha các anh. Size tầm 5-6 nghìn cho mình luôn ạ. Máy của hãng Olympic, hai chiều. Máy có mã số 20, giá 450k, mã 20 ạ, 450k nha các anh. Olympic nội địa Nhật cho mình. Có máy tiếp theo, Ryobi Carbon Spec. Sản thuật của máy là 6000 nha các anh, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Thân máy carbon, cố mũ, mô pin sóng ạ. Gạt cước đây nha các anh. Vẫn còn hoạt động tốt. Thì phần gạt cước có bị xây xước nhẹ. Hàng về có sao em sẽ báo như vậy nha các anh. Tình trạng máy như nào thì em sẽ báo hết cho mình. Lăn cước vẫn còn sáng, còn hoạt động tốt nha các anh. Radio của máy là 3.9. Máy chạy bạc đạn. Thông số cước của máy là cước 4 vào được 320, cước 5 vào được 220, cước 5 vào được 250 và cước 6 vào được 200. Cước 6 mình vào được 200. Một chiều có chốt chặn cho mình ạ. Thì máy vẫn còn hoạt động rất là tốt nha các anh. Đổi tay trái phải đều được. Hai chiều ạ. Hoạt động tốt cho mình. Máy mã số 21, giá 300k. Mã 21 nha các anh. 300k ạ. Các anh mình về mình bảo dưỡng thêm giúp em. Mình thay ốc giúp em ạ. Có máy cuối cùng. Printer Z 3500A, máy của hãng Daiwa nha các anh. Hàng Thái Lan, xuất thị trường Nhật. Thân máy carbon, cố carbon luôn ạ. Lưỡi gạt kêu to. Mô pin sóng nha các anh. Mô pin sóng. Gạt cước đây ạ, vẫn còn rất là nhạy. Thì phần gạt cước có xây xước nhẹ nha các anh. Xây xước nhẹ không đáng kể.
bên trong lăn cước còn sáng, có bị chảy xước nhẹ nha các anh, chảy xước nhẹ ở dưới vẫn còn sáng, còn hoạt động tốt cho mình. Máy có thông số cước là cước 4 vào được 200, cước 5 vào được 150. Cước 5 vào được 150 nha các anh. Máy hoạt đa qua, một chiều có chốt chặn. Máy có ABS cho mình. Đổi tay trái phải đều được nha các anh. Đổi tay trái phải thoải mái. Hai chiều ạ. Cực kỳ nhẹ, rất mượt, rất nhẹ nha các anh. Máy có mã số 22, giá 450k. Mã 22 nha các anh, 450k ạ. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Thấy hay thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và cũng đừng quên bật chuông nha các anh, để không bỏ lỡ những video mới nhất của em ạ. Một ngày em sẽ cố gắng ra cho mình làm 1 đến 2 video, để các anh mình có nhiều mẫu mã mình dễ tham khảo hơn ạ. Em chúc các anh một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe nha các anh, và mình đi câu được nhiều cá ạ. Em chào các anh.